Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Bản tin kinh doanh cuối tuần. Sau đây là những thông tin nóng nhất tuần vừa qua được tổng hợp bởi Độc Đáo TV. Vsmart Joy 6 giá 2,5 triệu đồng bất ngờ rò rỉ. Mới đây, hình ảnh của một chiếc smartphone được cho là Vsmart Joy 6 đã xuất hiện, khiến không ít người tò mò. Theo thông tin được tổng hợp từ nhóm Facebook Vsmart Fan Club cho thấy, phép thử CPU Z khi nhận được Vsmart Joy 6 này đi kèm chip Snapdragon 765G, vốn là chip có hỗ trợ mạng 5G. Kết hợp đó còn có RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB có khả năng hỗ trợ mở rộng, cũng như pin dung lượng 5.000 mAh. Sản phẩm được cho là đi kèm ROM thử nghiệm nội bộ mà không phải BIOS, hệ điều hành tùy chỉnh dựa trên Android của riêng Vsmart. Cũng theo nguồn tin đăng tải, chiếc smartphone này được cho là có giá bán khoảng 2,5 triệu đồng. Đây được cho là mức giá rất tốt so với cấu hình phần cứng của thiết bị. Sự xuất hiện của Vsmart Joy 6 ở thời điểm này đặt ra nhiều nghi vấn cho cộng đồng người tiêu dùng Việt. Như đã biết, Vsmart đã tuyên bố ngừng sản xuất smartphone trong một thời gian để tập trung vào các lĩnh vực mới như xe điện, có nghĩa là công ty sẽ không còn tham gia phát hành smartphone mới ra thị trường. Cộng đồng người hâm mộ cho rằng chiếc Joy 6 bị rò rỉ có thể chỉ là hình ảnh render. Bên cạnh đó, việc Vsmart Joy 6 được đi kèm tính năng 5G kết hợp với RAM 6GB cùng giá 2,5 triệu đồng lại càng khiến nhiều người tỏ ra nghi ngờ, thậm chí còn xem đó là tin đăng cho vui. Được biết, VinFast cũng vừa chính thức công bố chiếc xe điện VF-E34 đầu tiên của mình tại thị trường Việt Nam. Xe được trang bị các công nghệ an toàn hiện đại, trợ lý ảo VV hỗ trợ đa vùng miền, tích hợp nhiều tiện ích trực tuyến, hệ thống pin đạt tiêu chuẩn IP67 và hỗ trợ sạc nhanh khi chỉ mất 18 phút sạc là có thể giúp xe đi được 180 km. Xe có giá 690 triệu đồng, chưa bao gồm các phí khác. CEO VinFast toàn cầu sẽ mở 60 showroom xây dựng cơ sở sản xuất ở Mỹ. Reuters đưa tin, giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast, ông Michael Lochler cho biết, nhà sản xuất ô tô Việt Nam VinFast sẽ bắt đầu nhận đơn hàng tại thị trường Mỹ đối với các mẫu SUV chạy điện VF E35 và E36 vào nửa đầu năm 2022. Đồng thời, hãng dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng vào cuối năm nay. Vẫn còn sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán về doanh số bán hàng, nhưng VinFast sẽ trình làng hai mẫu xe EV mới nhất là VF E35 và VF E36 tại triển lãm ô tô Los Angeles 2021 vào tháng 11 này, đánh dấu sự ra mắt chính thức của VinFast tại thị trường Mỹ, ông Michael Lochler cho hay. Vị CEO VinFast toàn cầu chia sẻ, VinFast hiện có văn phòng tại California và dự kiến sẽ khánh thành 60 showroom trên khắp nước Mỹ vào năm 2022. Hãng xe Việt sở hữu tham vọng lớn khi tiến ra thị trường quốc tế, cụ thể là Mỹ và châu Âu trong năm tới, có thể cạnh tranh với Tesla của tỷ phú Elon Musk cũng như các nhà sản xuất ô tô khác. Được thành lập từ năm 2017, VinFast hướng đến mục tiêu cạnh tranh về cả kích thước cũng như giá bán xe. Các phương tiện của nhà sản xuất ô tô Việt cũng đi kèm với chương trình cho thuê pin, nghĩa là chi phí pin sẽ không được tính trong mức giá cuối cùng. Hiện, VinFast đang lên kế hoạch thực hiện các hoạt động bán hàng trực tuyến tại Mỹ. Trả lời Reuters, ông Lochler hé lộ, công ty sẽ cân nhắc đến khả năng xây dựng một cơ sở sản xuất tại Mỹ. Bên cạnh đó, VinFast cũng đặt mục tiêu doanh số bán xe điện toàn cầu trong năm 2022 là 15.000 xe, giảm so với mục tiêu trước đó là 56.000 do cuộc khủng hoảng chip. Đồng thời, nhằm hỗ trợ cho mục tiêu phát triển doanh nghiệp, VinFast cũng quan tâm đến việc niêm yết tại thị trường Mỹ. VinFast có kế hoạch IPO ở Mỹ, nhưng thời gian cụ thể sẽ phụ thuộc vào thị trường và các điều kiện khác. Chúng tôi sẽ tiết lộ thêm thông tin vào một thời điểm thích hợp trong tương lai, ông Lochler thông tin. Tesla mất 12 năm để bán 100.000 xe điện, Xpeng và NIO mất một nửa thời gian. VinFast còn chưa cho ra mắt đã bán được 25.000 xe. VinFast của Việt Nam có khởi đầu tương đối sáng sủa nếu so với những nhà sản xuất ô tô điện tiền nhiệm. Các công ty sản xuất ô tô điện của Trung Quốc đang chạy đua để tăng cường sản xuất với tốc độ nhanh hơn nhiều so với Tesla những ngày đầu thành lập. Xpeng niêm yết tại Mỹ mới đây cho biết đã sản xuất được 100.000 ô tô điện sau 6 năm ra mắt. Cũng đến từ Trung Quốc, NIO cho biết hồi tháng 4, họ đã cán mốc 100.000 xe điện. Công ty xe điện niêm yết tại Mỹ thành lập cuối tháng 11 năm 2014, sau đó đổi tên thành NIO vào năm 2017. Để so sánh, Tesla của Elon Musk đã mất 12 năm kể từ khi ra mắt vào năm 2013 để có thể sản xuất 100.000 xe điện. Trong những năm đầu thành lập, hoạt động sản xuất của Tesla vấp phải sự đình trệ. Sau đó, nhà sản xuất ô tô điện có trụ sở tại Mỹ bắt đầu tăng năng lực sản xuất với các nhà máy mới tại Thượng Hải và Berlin. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, quy mô của Tesla rõ ràng là lớn hơn nhiều. Vào tháng 3 năm 2020, Elon Musk, CEO của Tesla cho biết nhà sản xuất ô tô điện đã vượt mốc 1 triệu xe. Trong quý 3 mới đây, sản lượng của Tesla đạt 238.000 xe, lần đầu vượt mức 200.000 xe trong một quý. Kể từ đầu năm, cổ phiếu Tesla đã tăng 11%. Trong khi đó,
cổ phiếu Xpeng giảm 12% và cổ phiếu của NIO giảm hơn 25%. Nhà sản xuất xe và pin điện của Trung Quốc BYD cho biết hồi tháng 5 rằng họ đã sản xuất 1 triệu xe du lịch sử dụng năng lượng mới, bao gồm xe chỉ sử dụng pin và xe hybrid. Cổ phiếu BYD tại Hồng Kông tăng 25% cho đến nay. Cổ đông của công ty gồm có Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Tại Việt Nam, VinFast mới đây cho biết sẽ ra mắt mẫu xe điện VF E34 vào ngày 15 tháng 10. VinFast VF E34 có giá bán 690 triệu đồng. Xe được định vị thuộc phân khúc SUV điện hạng C, thiết kế 5 chỗ ngồi. VinFast cho biết hãng đã nhận được hơn 25.000 đơn đặt hàng cho VF E34, trong đó có gần 10.000 đơn đặt cọc trực tuyến thông qua website của hãng. Theo kế hoạch, hai mẫu xe VF E35 và VF E36 dự kiến ra mắt vào năm 2022 được VinFast lên kế hoạch bán toàn cầu. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên của tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch hội đồng quản trị cho biết, VinFast từng có kế hoạch bán tới 56.000 xe điện tại Mỹ trong năm 2022, nhưng do tình hình thiếu chip trên toàn cầu, công ty điều chỉnh kế hoạch xuống 15.000 xe. Ông Vượng cũng thông tin rằng, VinFast có kế hoạch bán hàng trăm nghìn xe điện tại Mỹ vào năm 2026. VinFast hiện đang tìm kiếm nguồn lực về vốn thông qua nhiều phương thức để phục vụ cho kế hoạch mở rộng toàn cầu. Ô tô điện VinFast VF E34 đầu tiên lăn bánh ngoài đường phố Việt Nam. Sau lễ ra mắt chính thức ngày 15 tháng 10 năm 2021, mẫu ô tô điện VF E34 bắt đầu chạy thử nghiệm trên đường đô thị từ ngày hôm nay để kiểm thử khả năng vận hành thực tế, độ bền bỉ, ổn định và mạnh mẽ của xe trên các loại địa hình, điều kiện thời tiết, khí hậu khác nhau. Trong quá trình thử nghiệm, VinFast sẽ kiểm tra các tính năng thuộc hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến trong môi trường thật, bao gồm cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động, hỗ trợ đỗ xe trước sau, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, cảnh báo giao thông phía sau. Việc kiểm thử xe VF E34 trên đường đô thị được thực hiện bởi công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ công nghệ Ventix, công ty chuyên cung cấp các giải pháp, dịch vụ về AI và phân tích dữ liệu lớn thuộc tập đoàn Vingroup. Ventix sử dụng công nghệ thu thập và xử lý dữ liệu hiện đại và thông minh nhằm phát hiện mọi vấn đề chưa tối ưu của hệ thống để hiệu chỉnh linh hoạt, đáp ứng tối đa các tình huống và thao tác lái xe trong thế giới thực, đem đến trải nghiệm xuất sắc cho người dùng. Chủ nhà chấp nhận trả lại tiền cho Thế giới di động, lấy xong mặt bằng. Ông TKM, một chủ nhà của Thế giới di động cho thuê mặt bằng ở Bình Định, vừa chia sẻ đã hoàn tất xong các thủ tục thanh lý hợp đồng cho thuê mặt bằng trước thời hạn đối với Thế giới di động. Theo hợp đồng thanh lý do Thế giới di động soạn thảo, chủ nhà phải trả lại bên thuê số tiền 12,5 triệu đồng. Cụ thể, do bên thuê là Thế giới di động đã đóng tiền thuê cho ông M đến hết ngày 30 tháng 11 trong kỳ thanh toán từ tháng 9 đến tháng 11. Tuy nhiên, do hợp đồng thanh lý sẽ thực hiện từ ngày 15 tháng 11 nên bên chủ mặt bằng sẽ phải trả lại cho bên thuê số tiền 15 ngày còn lại. Tôi đã chuyển khoản lại đủ số tiền nêu trên, nếu điều kiện tôi chắc chắn sẽ thắng nhưng mất rất nhiều thời gian và công sức. Ông M thông tin. Báo quốc tế, VinFast gây sốt toàn cầu, hứa hẹn sẽ bùng nổ tại Mỹ. Hàng trăm tờ báo, trang tin quốc tế hàng đầu thế giới như Reuters, Los Angeles Daily News, Auto News, Newsweek, Motor One cuối tuần qua đã đồng loạt đưa tin về việc hãng xe Việt VinFast sẽ ra mắt hai mẫu ô tô điện VF E35 và VF E36 tại triển lãm ô tô Los Angeles 2021, LAAS 2021 vào tháng 11 tới đây. Sự gia nhập của hãng xe ô tô điện Việt Nam tại thị trường khó tính bậc nhất thế giới đã thực sự gây sốt trên toàn cầu. Sự trở lại của VinFast trên thị trường quốc tế. Hãng thông tấn Reuters mới đây vừa đăng tải bài báo độc quyền phỏng vấn trực tiếp ông Michael Lohscheller, tổng giám đốc VinFast toàn cầu, về kế hoạch gia nhập thị trường Mỹ của hãng. Còn quá sớm để đưa ra các mục tiêu kinh doanh, nhưng VinFast sẽ giới thiệu các mẫu xe VF E35, VF E36 vào tháng 11 năm 2021 tại LAAS 2021, đánh dấu chính thức ra mắt thị trường Mỹ. Tổng giám đốc VinFast toàn cầu chia sẻ với Reuters. Theo kế hoạch, VinFast sẽ bắt đầu nhận đặt hàng trước cho mẫu SUV điện VF E35, VF E36 vào nửa đầu năm 2022 và dự kiến sẽ bắt đầu giao xe tới khách hàng vào cuối năm 2022. Reuters nhìn nhận, VinFast có những khát vọng lớn trong chiến lược kinh doanh tại Mỹ và châu Âu. Hãng xe Việt sẵn sàng cho việc phải đối đầu với Tesla và các nhà sản xuất ô tô khác. Reuters cũng nhận định, VinFast là câu trả lời của Việt Nam cho Tesla. VinFast hướng tới chiến lược cạnh tranh trực tiếp về kích thước và giá bán xe. Tại thị trường Việt Nam, mẫu ô tô điện đầu tiên của hãng VF E34 gây ấn tượng với chiến lược cho thuê pin sáng tạo và độc đáo. Ngoài Reuters, trang tin có gần 90 năm hoạt động tại Mỹ, Newsweek dẫn thông tin, hãng xe Việt ra mắt hai mẫu xe điện VF E35 và VF E36 sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của VinFast.
Trang tin địa phương Los Angeles Daily News đề cập thêm, LAAS 2021 đánh dấu sự trở lại của VinFast trên thị trường quốc tế từ sau Paris Motor Show 2018. Với sự trở lại lần này, VinFast sẽ chính thức gia nhập cuộc cách mạng xe điện toàn cầu, cạnh tranh với các đối thủ tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Với những kế hoạch và dấu mốc ấn tượng đó, nhà báo Luckett, chuyên gia về ô tô đã viết bài xã luận đăng tải trên chuyên trang Annual Auto của Canada kèm nhận định, VinFast là con rồng của Việt Nam vì những khát vọng và hơi thở của thương hiệu này dường như là bất tận. Sẵn sàng bùng nổ tại Mỹ. Nhìn nhận về những bước tiến mới của VinFast, chuyên trang ô tô của Mỹ Carlsberg giật tiêu đề VinFast đã sẵn sàng cho sự bùng nổ tại thị trường Mỹ và mong chờ sự xuất hiện của đại diện duy nhất đến từ Việt Nam tại LAAS 2021. Carlsberg cũng miêu tả thêm về VF E35 và VF E36 kèm nhận định hai mẫu xe ở phân khúc D và E này được kỳ vọng sẽ trang bị nhiều tính năng tự lái an toàn, cùng với việc hãng xe Việt đã lập văn phòng tại California và sẽ nhanh chóng mở 60 showroom tại đây. Chuyên trang này nhấn mạnh, chúng ta sẽ không còn phải chờ lâu nữa. Trên trang The Detroit Bureau của Mỹ, tổng biên tập nhà báo Paul Einstein cũng đăng tải bài bình luận về VinFast. VinFast có thể có lịch sử chưa dày nhưng khát vọng thì rất lớn. Ông Einstein nhấn mạnh, ông từng tới thăm nhà máy VinFast và đã trò chuyện với các lãnh đạo cao cấp của hãng xe Việt. Theo ông, kế hoạch gia nhập thị trường Mỹ của VinFast đang ngày càng rõ nét. Cùng với đó, VinFast cũng đã xem xét các chiến lược khác nhau như việc tự sản xuất ở Mỹ. Theo vị tổng biên tập của The Detroit Bureau, chiến lược đó có thể quan trọng để cạnh tranh tại Mỹ. Hiện Quốc hội đang nghiên cứu kế hoạch gia hạn và mở rộng chương trình ưu đãi cho các thương hiệu xe điện. Trong tương lai, các ưu đãi có thể thêm yếu tố xe được sản xuất tại Mỹ và tạo việc làm cho chính người Mỹ. Kết bài, ông Einstein cũng nhấn mạnh đang đón chờ sự lộ diện chính thức của hai mẫu xe điện mới của VinFast tại LAAS 2021, bắt đầu bằng 2 ngày dành cho truyền thông vào ngày 17 đến ngày 18 tháng 11 năm 2021. Foxconn ra mắt 3 nguyên mẫu ô tô điện. Gã khổng lồ điện tử mới đây đã giới thiệu 3 mẫu xe điện dạng prototype tại sự kiện công nghệ hôm 18 tháng 10 với thương hiệu riêng mới thành lập Foxconn. Sự kiện cho thấy rõ hơn kế hoạch tham vọng của Foxconn trong việc đa dạng hóa từ vai trò là một nhà sản xuất của Apple và những hãng công nghệ khác. 3 nguyên mẫu xe điện gồm một SUV, một sedan, một buýt đều do Foxconn liên doanh giữa Foxconn và hãng ô tô Đài Loan Julong sản xuất. Phó chủ tịch Foxconn So Chi Sen cho rằng các mẫu xe điện có thể có giá trị 35 tỷ USD đối với Foxconn trong khoảng thời gian 5 năm. Foxconn đang đặt mục tiêu trở thành tay chơi chính trong thị trường xe điện toàn cầu, đã ký thỏa thuận với các startup Mỹ là Fisker cũng như tập đoàn dầu khí Thái Lan PTT. Terry Cole, tỷ phú và là nhà sáng lập Foxconn, đã lái thử mẫu sedan. Sản phẩm này được hợp tác phát triển với hãng thiết kế Italy Pininfarina. Mẫu sedan sẽ được bán bởi một hãng xe không được nêu tên tại thị trường Đài Loan trong những năm tới, trong khi mẫu SUV sẽ do thương hiệu Julong chịu trách nhiệm kinh doanh và dự kiến được đưa ra thị trường Đài Loan trong năm 2023. Chiếc buýt mang thương hiệu Foxconn sẽ bắt đầu chạy tại nhiều thành phố ở miền Nam Đài Loan trong năm tới nhờ sự hợp tác của một nhà cung ứng dịch vụ vận chuyển địa phương. Xiaomi tiết lộ thời điểm ra mắt xe điện. Nhà sáng lập và CEO Lei Chun của Xiaomi cho biết hãng sẽ bắt đầu quá trình sản xuất hàng loạt mẫu xe điện do chính Xiaomi phát triển vào nửa đầu năm 2024. Thông tin được đích thân CEO Lei Chun tiết lộ trong một sự kiện dành cho các nhà đầu tư của Xiaomi mới được diễn ra gần đây. Zhang Jian, giám đốc tiếp thị toàn cầu của Xiaomi, sau đó cũng đã chia sẻ lại thông tin này trên trang Weibo cá nhân như một lời tái khẳng định về thời điểm Xiaomi bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu xe do chính hãng phát triển. Hiện thông tin chi tiết về mẫu xe do Xiaomi phát triển vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nguồn tin cho biết đây là mẫu xe điện được tích hợp các tính năng thông minh, bao gồm cả tính năng tự lái. Vingroup sắp xây nhà máy sản xuất xe pin hơn 8.800 tỷ. Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vice Hà Tĩnh, tập đoàn Vingroup vừa được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất xe pin. Thông tin này được ông Lê Trung Phước, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết tối 20 tháng 10. Nhà máy dự kiến hơn 12 ha, xây tại lô công nghiệp 44 thuộc khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tổng mức đầu tư hơn 8.800 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của chủ đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, còn lại huy động từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng. Nhà máy chuyên sản xuất pin và ắc quy, sửa chữa thiết bị điện và sản xuất hóa chất cơ bản, công suất thiết kế khoảng 5 GWh một năm. Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ xây dựng toàn bộ hạ tầng, nhà xưởng và lắp đặt trang thiết bị đáp ứng công suất 3 GWh một năm từ quý 4 năm 2021 đến quý 2 năm 2022. Giai đoạn 2, vận hành sản xuất đại trà từ quý 4 năm 2022, lắp đặt hoàn tất trang thiết bị vào năm 2025. Facebook sẽ đổi tên thành Horizon hoặc Meta.
Theo thông tin từ The Verge, Facebook đang lên kế hoạch đổi tên công ty. Nguồn tin này tiết lộ thêm rằng tên gọi mới của công ty mẹ sở hữu mạng xã hội Facebook nhiều khả năng sẽ liên quan đến Horizon, một nền tảng thực tế ảo mà công ty đang phát triển. Hãng tin Bloomberg đưa ra nhận định rằng động thái này hoàn toàn phù hợp với tham vọng của Mark Zuckerberg về việc xây dựng vũ trụ ảo Metaverse, nơi mà con người có thể làm việc, tương tác, kết nối với nhau trong một thế giới ảo. Trong khi đó, thì Sami Chakrabarty, cựu giám đốc phụ trách về các vấn đề công chúng của Facebook, lại cho rằng Meta sẽ là tên gọi mới của công ty. Hiện nay, trang web Meta.com đã nhận được chuyển hướng đến Meta.org. Đây là địa chỉ chính thức của công cụ nghiên cứu y sinh được phát triển bởi Chan Zuckerberg Initiative, tổ chức do Mark Zuckerberg đồng sáng lập. Meta cũng được xem là một cái tên khá là phù hợp. Các công ty tại thung lũng Silicon thường ưa chuộng những tên miền ngắn gọn. Việc đặt tên công ty là Meta sẽ giúp cho người dùng có thể dễ dàng liên tưởng đến vũ trụ Metaverse mà không cần phải giải thích quá nhiều điều. Bên cạnh đó, thì tên gọi Meta cũng giúp cho Facebook có thể xác nhận được quyền sở hữu đối với thuật ngữ Metaverse. Thông tin về việc Facebook chuẩn bị đổi tên mới khiến cho không ít người dùng Internet cảm thấy hào hứng. Trên mạng xã hội Twitter, nhiều người còn đưa ra hàng loạt các dự đoán rằng Facebook có thể sẽ đổi tên thành FB hoặc The Facebook. Ông Donald Trump thông báo lập mạng xã hội riêng. Hãng tin AFP ngày 21 tháng 10, 2021 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ lập mạng xã hội riêng có tên là Truth Social, dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm mời khách vào tháng 11 năm 2021. Mạng xã hội này thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump TNTG. Dự kiến tập đoàn này sẽ cung cấp dịch vụ đăng ký video theo yêu cầu. Ông Donald Trump phát biểu: "Tôi đã tạo ra Truth Social và TNTG sẽ chống lại sự chuyên chế của những ông lớn công nghệ. Chúng ta sống trong một thế giới nơi Taliban hiện diện đồ sộ trên Twitter, nhưng Tổng thống Mỹ mà các bạn yêu thích là im lặng. Điều này là không thể chấp nhận được." Dự kiến thì TNTG sẽ sáp nhập với công ty Digital Acquisition Corp để trở thành một công ty đại chúng. Giá trị chuyển giao của TNTG là 875 triệu đô với tiềm năng kiếm ra 825 triệu từ cổ phiếu bổ sung để đạt được giá trị lên đến 1,7 tỷ đô theo thông cáo báo chí của TNTG. CEO BKV khoe phát triển thành công công nghệ AI trong chăn nuôi bò sữa theo chân gã khổng lồ Huawei. Ngày 21 tháng 10, 2021, trên trang Facebook cá nhân, CEO BKV ông Nguyễn Tử Quảng đã giới thiệu về công nghệ BKV AI View, một ứng dụng dành riêng cho việc nuôi bò sữa. Theo ông Quảng thì một trong những bài toán khó được đặt ra trong trang trại bò sữa lớn nhất Việt Nam là khi vào thời điểm mùa hè, nhiệt độ cao có thể khiến cho bò sữa sốc nhiệt. Ngoài ra thì lực ma sát khi các con bò ăn cũng có thể khiến cho nhiệt độ cơ thể của chúng tăng lên. Những việc này khiến cho sản lượng sữa bò giảm xuống. Và để hạ nhiệt cơ thể thì một trong những biện pháp được áp dụng đó là phun nước làm mát trực tiếp vào đàn bò. CEO BKV nhận định đối với những trang trại có quy mô lớn, sở hữu số lượng tới vài chục nghìn con bò thì mọi thứ cần phải được tự động hóa. Cũng theo ông Quảng, khoảng một nửa diện tích các chuồng bò đang để trống. Vì vậy, nếu như phun nước cho cả chuồng sẽ gây ra lãng phí nguồn nước, chưa kể tới việc có quy mô lớn như vậy thì các đơn vị chăn nuôi cũng không có đủ nước để tưới cho cả đàn. Ngoài ra, việc xử lý nước thải cũng rất tốn kém. CEO của BKV cho biết, chúng tôi đã huấn luyện cho camera AI View nhận biết các con bò trong những điều kiện khác nhau, chẳng hạn như khi bò đứng, bò nằm, bò nhai cỏ. Nhờ đó mà camera biết được bò đang tập trung ở đâu, khoảng trống như thế nào để điều khiển và phun nước tương ứng đúng vào chỗ các con bò. Lãnh đạo của BKV cho biết, làm như vậy có khả năng giúp tiết kiệm được một nửa lượng nước, giảm thiểu được lượng nước thải phải xử lý, đồng thời giúp gia tăng sản lượng sữa khai thác. Thậm chí mỗi năm các đơn vị chăn nuôi này vừa có thể tiết kiệm tới cả chục tỷ đồng, lại vừa góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra thì ông Nguyễn Tử Quảng cũng tiết lộ thêm công việc phát triển AI Engine mới này được các kỹ sư BKV thiết kế chỉ trong vòng 3 tuần. Theo Business Insider, gã khổng lồ trong ngành công nghệ Trung Quốc là Huawei Technologies đã chuyển sự chú ý sang việc áp dụng AI trong các trang trại chăn nuôi lợn khi mà doanh số bán điện thoại thông minh giảm sau những lệnh trừng phạt từ phía nước Mỹ. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Huawei có thể giúp cho người chăn nuôi lợn xác định đến từng con lợn. Đồng thời, một số công nghệ khác cũng có khả năng giúp theo dõi các chỉ số quan trọng của đàn lợn, bao gồm cả cân nặng và chế độ ăn uống. VinFast VF E34 lần đầu để lộ khoang động cơ kể từ khi ra mắt. Một loạt những hình ảnh về chiếc VinFast VF E34 màu đen được cộng đồng mê xe truyền tay nhau rộng rãi trên mạng xã hội. Nhìn vào bối cảnh thì có thể đoán rằng mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu VinFast đang trong quá trình đăng kiểm. Được biết thì đây là lần đầu tiên cộng đồng mạng được soi chi tiết chiếc VinFast VF E34 ngoài đời thực,
Bởi lẽ vào trước đó, những lần xuất hiện của mẫu xe này đều được ngụy trang hết sức kín đáo. Tuy vậy thì chiếc xe đề cập trong bài này vẫn bị che đi logo của hãng ở trước và sau xe. Tuy nhiên, ở khoang động cơ của chiếc VinFast VF E34 đã được lộ diện cũng hé lộ. Theo đó thì bộ chia điện được đặt ở vị trí chính giữa và trên cùng của khoang máy. Tuy nhiên, theo VinFast giải thích, đây chỉ là xe thử nghiệm, thế nên thiết kế có thể không đúng với phiên bản thương mại. Không như những lần bị bắt gặp trước, lần này khoang nội thất của chiếc VinFast VF E34 đã được hoàn thiện giống hệt với thiết kế mà nhà sản xuất có công bố. Chiếc xe này sở hữu ghế da màu trắng kem và đang được bọc ni lông cẩn thận. Hồi kết vụ lùm xùm mặt bằng, chủ nhà đã tìm được khách thuê mới, chính là đối thủ của thế giới di động. Lùm xùm giữa thế giới di động và các đối tác cho thuê mặt bằng dường như đang đi đến hồi kết. Ông Trần Kỷ Mùi, một trong những chủ nhà từng quyết liệt phản đối việc thế giới di động giảm 70-100% giá thuê, đã thanh lý hợp đồng và ngay lập tức có khách thuê mới. Theo chia sẻ của chính ông Mùi, cái tên sẽ thế chỗ cho thế giới di động là nhà thuốc Long Châu, một đơn vị do FPT Retail quản lý. Điều đáng nói, đây vốn được coi là đối thủ trực tiếp và lớn nhất của thế giới di động trên thị trường bán lẻ. Ông Mùi cũng cho biết thêm, chính thức ký hợp đồng cho thuê đối với công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu. Thời điểm nhà thuốc này sẽ chính thức đi vào thuê là 27 tháng 11 2021, tức chỉ 12 ngày sau khi hợp đồng thanh lý với thế giới di động được thực hiện vào ngày 15 tháng 11 2021. Ông Mùi còn cho biết, mức giá thuê khi ký kết với dược phẩm FPT Long Châu còn cao hơn 20% so với giá thuê 25 triệu đồng trên tháng của thế giới di động. Điều này phần nào cho thấy độ chịu chơi và rất nhanh nhạy, bắt kịp cơ hội, thời cơ của ông lớn FPT Retail. Thế giới di động sẽ bước ra khỏi ngành điện máy công nghệ. Sáng ngày 23 tháng 10 2021, tập đoàn Thế giới di động chính thức khai trương chuỗi mới nhất của mình, Topzone, chuyên bán hàng Apple. Trong buổi ra mắt, Chủ tịch của tập đoàn Thế giới di động, ông Nguyễn Đức Tài đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý. Theo tiết lộ của ông Tài, thì lãnh đạo của Thế giới di động có rất nhiều ý tưởng kinh doanh nảy sinh trong thời gian đại dịch. Sau chuỗi Topzone, tập đoàn sẽ tiếp tục ra mắt các chuỗi bán lẻ khác, không còn khu biệt trong lĩnh vực điện máy công nghệ như trước đây. Trước đó thì đã có không ít đồn đoán là Thế giới di động sẽ ra mắt thêm chuỗi bán lẻ có tên là Blue World, bao gồm Blue Sport thuộc ngành hàng thể dục thể thao, Blue Kids, sản phẩm dành cho mẹ và bé, Blue Fashion, thời trang, Blue G, trang sức. Hiện tại, Thế giới di động đã có chuỗi siêu thị mang tên Bạch Hóa Xanh, thế nhưng mục tiêu của doanh nghiệp này chính là muốn phục vụ tất cả nhu cầu của người dân Việt Nam từ công nghệ, ăn ở, làm đẹp và luyện tập thể dục thể thao. Sở dĩ Thế giới di động cấp tập ra chuỗi mới như thế này là bởi vì họ muốn trở thành doanh nghiệp bán lẻ số 1 của cả Đông Nam Á chứ không riêng gì ở Việt Nam. Theo vụ chủ tịch Nguyễn Đức Tài, Thế giới di động đã khẳng định được vị thế của mình tại thị trường Việt Nam nên đã đến lúc nghĩ đến việc tạo dựng và khẳng định vị thế của mình tại khu vực Đông Nam Á. Cuối cùng thì ông Tài gửi lời cảm ơn tới các khách hàng của tập đoàn bởi nhờ vào sự yêu mến của họ mà tập đoàn Thế giới di động mới có được ngày như hôm nay. Ông cam kết Thế giới di động sẽ tiếp tục đặt khách hàng đầu tiên khi làm bất cứ việc gì như cam kết từ trước đến nay của công ty và ngày càng mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng. Chủ tịch Đỗ VinFast President thay nhà di động để đưa cả gia đình đi phượt. Ông Đoàn Kiều Dũng, CEO của tập đoàn Kỷ Nguyên, cũng là người từng gây ra tiếng vang trong cộng đồng Motorhome Việt Nam với chiếc Hyundai Solarte, độ nhà di động trị giá 1,7 tỷ đồng mang tên là Mount Tình Yêu. Tiếp theo thì vị doanh nhân này tiếp tục hoàn thiện một dự án độ xe mới và lần này là dành cho một mẫu SUV nhỏ gọn hơn nhiều so với Solarte. Do đó, nó đòi hỏi cách làm tương đối khác biệt. Theo đó thì VinFast President là mẫu xe mà ông Dũng lựa chọn để sử dụng thường ngày. Các thao tác độ gần như không làm ảnh hưởng đến kết cấu hiện trạng vật lý của chiếc xe. Điểm nhấn chính là bộ lều nâu Skycam iCamp ở phía trên để biến nó trở thành một chiếc lều ngủ cỡ trung bình dành cho 3 người. Tổng chi phí để độ chiếc xe mất khoảng 150 triệu đồng. Theo ông Dũng, ông là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam đặt mua VinFast President và nhận được giá ưu đãi là 3,8 tỷ đồng, tính theo cả chi phí làm bánh là khoảng 4,5 tỷ đồng. Bộ lều này có thể tháo lắp ra khá là dễ dàng khi không cần sử dụng. Điều thú vị hơn nữa là chỉ cần có một người thôi đã có thể thao tác để mở và dựng lều được rồi. Ở phía bên trong, chiếc lều có đầy đủ thang gấp để lên xuống xe, gối, đệm, cửa sổ lưới để chống côn trùng. Theo ông Dũng, chiếc lều này có đủ diện tích cho 3 người lớn ngủ một cách thoải mái. Chẳng hạn như với gia đình tôi có 4 người sẽ ưu tiên vợ con nằm trên lều, còn mình sẽ cần thêm một bộ phụ kiện khác để ngủ ở bên dưới. Bộ phụ kiện mà ông nhắc đến chính là phần nối dài của chiếc lều iCamper mà ông gọi là phòng khách di động. Ông nói, trông đơn giản thôi, nhưng nhóm của chúng tôi cũng phải mất vài tháng để lên ý tưởng, chọn phụ kiện cho phù hợp với xe, sau đó thì nhập linh kiện từ nước ngoài về để lắp ráp.
tôi cũng phải chạy qua chạy lại các trung tâm phục vụ khách hàng của VinFast nhiều lần để trao đổi, chẳng hạn đảm bảo đi đường điện nước ra sao để không làm ảnh hưởng đến chiếc xe. Chiếc phòng khách di động này là một trong những góc yêu thích của ông Dũng khi đi phượt. Nó là nơi để cho gia đình có thể ngồi tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên, trò chuyện cùng với nhau và vào lúc cần thiết thì có thể biến thành giường ngủ. Ông Dũng cũng cho biết đã thử nghiệm 3 chuyến đi cùng với chiếc xe này ở nhiều địa hình, điều kiện thời tiết khác nhau và khẳng định rằng chiếc xe có thể đáp ứng tốt các điều kiện cơ bản cho mọi sinh hoạt thiết yếu, kể cả là trong điều kiện trời mưa lớn. Hàng ghế thứ 3 của chiếc xe được loại bỏ để đặt hộp phụ kiện dành cho việc nấu ăn, tắm rửa và vệ sinh. Ông Dũng gọi đây là chiếc hộp phù thủy. Khi không sử dụng, ông sẽ tháo chiếc hộp này ra một cách bình thường. Ông nói, tôi muốn thay đổi một chút quan điểm của một số người về đi phượt. Phượt đối với tôi không có nghĩa là những chuyến hành trình gian khổ, bụi bặm và thiếu thốn. Phượt là giai đoạn để tôi cùng với gia đình tận hưởng cảnh đẹp trên các cung đường của đất nước Việt Nam, cùng nhau nấu ăn, trò chuyện, gắn kết với các thành viên và phải đảm bảo về các nhu cầu sinh hoạt cơ bản trong suốt hành trình. Chiếc hộp thần kỳ này có hai ngăn, bên phải là nơi đựng một chiếc tủ lạnh 20 lít, thiết bị vệ sinh lưu động, bên trái là bếp ga và bồn rửa. Bình nước ở trong xe có dung tích 70 lít, pin dung lượng 100 Ah, đủ cấp điện cho việc chiếu sáng, dùng điều hòa di động và các hoạt động cơ bản khác trong một đêm. Ông Dũng cho biết trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục dự án độ những chiếc xe bán tải, thậm chí là xe máy trở thành nhà di động để thỏa mãn đam mê của mình. Ông cho biết, tôi mong muốn mỗi người trong chúng ta đều sẽ đi nhiều hơn, kết nối với các thành viên trong gia đình, kết nối cộng đồng nhiều hơn. Trong thời gian qua, ông Dũng cùng cộng đồng phê phượt của mình đã thực hiện nhiều chuyến phượt kết hợp hoạt động trợ giúp cộng đồng tại các tỉnh vùng cao. Cũng thông qua các hoạt động này, ông mong muốn kết nối được với nhiều hơn nữa các mạnh thường quân để có thể trợ giúp nhiều hơn cho các địa phương, khu vực gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Quang Hải sắm VinFast Fighter tặng mẹ. Sau khi về nước sau chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup và đang trong thời gian cách ly, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã đăng tải bức ảnh chụp món quà tặng bố mẹ mình trên trang cá nhân là một chiếc xe VinFast Fighter. Món quà ý nghĩa đúng vào dịp 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Tấm biển gắn trên chiếc xe lúc bàn giao có ghi tên của bố mẹ cầu thủ này. Ngay sau khi đăng tải bức ảnh, Quang Hải đã nhận được cơn mưa lời khen cũng như những lời chúc mừng đến từ phía cộng đồng mạng. Chiếc xe được Quang Hải lựa chọn đó là xe VinFast Fighter, một mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường trong thời gian gần đây. Ngoại thất của chiếc xe mang màu sơn xanh đậm, hiện nay cũng chưa rõ chiếc xe này thuộc phiên bản nào, với chỉ một hình ảnh chụp ở đầu xe. Đây là mẫu xe nhỏ gọn phù hợp với số đông người tiêu dùng. VinFast Lux SR 2.0, độ thể thao, sơn màu lạ. Dù là không được các hãng độ xe nổi tiếng trên thế giới quan tâm tới thiết kế các gói phụ kiện body, nhưng nhờ vào bàn tay sáng tạo của những người thợ Việt Nam đã có không ít chiếc xe VinFast biến hình khác hẳn so với nguyên bản. Ngay từ bên ngoài, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra được bản độ này khác biệt với những chiếc VinFast Lux SR 2.0 khác tại Việt Nam khi mà nó đã được chủ xe trang bị thêm lớp áo mang màu sắc mới độc đáo, khác biệt. Không những thế thì ngoại hình còn có thêm điểm nhấn với một bò để lệp ôm gầm xe được tạo ra bởi tay nghề thợ Việt Nam. Chi tiết này kết hợp với các vòm bánh xe được sơn đen bóng tạo nên một phong cách đặc biệt cho chính chiếc SUV này. Ở phía trước đầu xe, bộ lưới tản nhiệt nguyên bản được thay thế sang phong cách nan dọc cũng được sơn màu đen bóng nổi bật. Hệ thống đèn pha thì được thay thế sang loại cho công suất ánh sáng tốt hơn. Ở phía sau, chiếc xe gây ấn tượng nhờ vào bộ ống xả đôi bố trí ở hai bên, bộ chìa gió thể thao sơn kết hợp cùng với đèn phanh trang trí bổ sung ở giữa. Cuối cùng đó là bộ tem sọc được đặt ở trung tâm tạo nên ngoại hình rất ấn tượng nếu như nhìn từ phía sau của chiếc xe. Bộ Công an yêu cầu rà soát tài khoản từ thiện của nghệ sĩ, ngân hàng MB và Techcombank lên tiếng. Sau khi nhận được công văn yêu cầu từ Bộ Công an về việc rà soát tài khoản các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ thiện, một số ngân hàng lên tiếng cho biết sẽ phối hợp thực hiện các yêu cầu mà cơ quan chức năng đề ra. Mới đây, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước rà soát, sao kê tài khoản một số nghệ sĩ làm từ thiện. Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Công an, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã chuyển đến các ngân hàng thương mại để biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Liên quan đến sự việc này, ngày 15 tháng 10, chia sẻ với báo Dân Trí, Ngân hàng Techcombank cho biết đã nhận được công văn yêu cầu của cơ quan chức năng về việc phối hợp và rà soát tài khoản của các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ thiện. Chúng tôi vừa nhận được công văn sáng nay, đầu mối truyền thông Techcombank chia sẻ với Dân Trí và cho biết sau khi nhận được công văn từ cơ quan chức năng, ngân hàng sẽ phối hợp thực hiện với các yêu cầu mà cơ quan chức năng đề ra. Không đề cập tới quy trình rà soát, thời gian cũng như kết quả rà soát, đầu mối này cho biết ngân hàng nhận được yêu cầu rà soát tài khoản của một nghệ sĩ có liên quan đến công tác kêu gọi hỗ trợ từ thiện.
Bên cạnh đó, xác nhận với báo Dân Việt, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB cũng cho hay đã nhận được công văn được gửi chuyển tiếp từ cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, ngân hàng đang tiến hành rà soát, cung cấp thông tin theo đúng yêu cầu, phạm vi và theo quy định của pháp luật. Ngân hàng không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc rà soát tài khoản của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan thanh tra. Các thông tin cụ thể liên quan đến việc rà soát và kết quả rà soát chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra, vị đại diện MB nói. Một ngân hàng khác từ chối cung cấp thông tin và cũng không xác nhận đã nhận được văn bản chưa vì lý do bảo mật. Theo đó, ngân hàng sẽ chỉ cung cấp các thông tin tới các cơ quan quản lý khi có yêu cầu, theo vị đại diện nhà băng này. Được biết, hoạt động rà soát tài khoản khách hàng của ngân hàng, thông thường, cơ quan chức năng sẽ ấn định thời gian ngay trong công văn, còn nếu công văn không ấn định thời gian, ngân hàng sẽ thực hiện theo đúng quy trình và quy định của ngân hàng. Hoạt động rà soát có thể bao gồm kiểm tra xem cá nhân đó đứng tên bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu khoản vay, dư nợ, sao kê tài khoản. Để kiểm tra những vấn đề này là chuyện không hề khó đối với các ngân hàng, bởi các ngân hàng quản lý tài khoản của khách hàng bằng một mã số cố định, rất dễ dàng tra soát. Trước đó, ngày 14 tháng 10, Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an có văn bản yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát lại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của các cá nhân Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, Huỳnh Trấn Thành, tức danh hài Trấn Thành. Theo đó, C02 đang xác minh, điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an cũng yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu như bản sao hồ sơ mở tài khoản, toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định nếu có, thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay, thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên. Chi tiết và thông số full của VinFast VFE34, quá nhiều thứ vượt mức giá hơn 500 triệu đang khuyến mãi. 10 giờ sáng ngày 15 tháng 10, VinFast VFE34 chính thức ra mắt Việt Nam dưới dạng trực tuyến. Hãng xe Việt trình làng sản phẩm VFE34 đã được sản xuất hoàn thiện và sẽ lăn bánh trên đường trong thời gian tới khi bàn giao tới tay khách hàng. Mẫu ô tô điện đầu tiên do VinFast sản xuất được định vị ở phân khúc SUV crossover hạng C. Kích thước của xe lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, chiều dài cơ sở đạt mức 2.611 mm, khoảng giá gầm xe là 180 mm. Ngoại thất của xe được trang bị đèn pha LED có khả năng tự động bật tắt, giải LED trước sau được thiết kế giống trên hai mẫu Lux. Bộ vành trang bị trên xe là loại 5 chấu kép, kích thước là 18 inch. VFE34 được trang bị hệ thống phanh đĩa cho cả 4 bánh, trên gương xe tích hợp cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Kiểu dáng xe thời trang hơn với nhiều đường cong, VinFast cho biết thiết kế này được chắp bút bởi Studio Pininfarina. Bên trong nội thất của VinFast VFE34 giống hệt với bản thiết kế trước đó. Trên vô lăng của xe được tích hợp các phím bấm như đàm thoại rảnh tay, media, hệ thống giữ làn đường, cần số của xe là loại núm xoay hiện đại. Màn hình kỹ thuật số sau vô lăng có kích thước 7 inch, có thể hiển thị các thông tin như 3 chế độ lái, Eco, Normal và Sport, lượng pin xe đang có, quãng đường có thể di chuyển. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 10 inch, được đặt dọc, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh là loại 6 loa, đặc biệt hơn cả là trợ lý ảo VV giúp người dùng có thể điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, người dùng có thể thay đổi màn hình nền sao cho phù hợp với sở thích cá nhân. Camera 360 độ của xe có khả năng hiển thị xe dạng 3D. VinFast VFE34 có sử dụng ghế bọc da tiêu chuẩn, không gian của xe rất rộng rãi, hàng ghế trước chỉnh cơ 6 hướng, hàng ghế sau có cửa gió điều hòa và cổng sạc USB riêng biệt. Hàng ghế thứ hai có thể gập gọn khi không sử dụng nhằm tăng dung tích chứa đồ. VinFast VFE34 sử dụng động cơ điện có công suất 147 mã lực, mô men xoắn cực đại 242 Nm cùng hệ dẫn động cầu trước, bộ pin lithium-ion dung lượng 42 kWh có thể đi được quãng đường gần 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Về công nghệ an toàn, VFE34 cũng nổi trội hơn hẳn các xe trong phân khúc với các tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi hay cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, 6 túi khí. Theo hãng công bố, họ có 4 loại trụ sạc với công suất khác nhau. Trụ thường có công suất 11 kW, cho phép sạc 10% đến 70% trong vòng khoảng 2 tiếng 10 phút. Sạc nhanh có 3 loại. Loại thứ nhất có công suất 30 kW, sạc 10% lên 70% trong 1 tiếng. Loại công suất 60 kW, sạc 10% lên 70% trong khoảng 30 phút. Loại nhanh nhất có công suất 250 kW. Với trạm sạc nhanh, xe chỉ cần sạc gần 18 phút là đi được quãng đường khoảng 180 km.
trong trường hợp người sử dụng muốn sạc ở nhà, VinFast cung cấp hai loại sạc di động với công suất 2,2 kW và 3,5 kW, phù hợp với điện 220 V của gia đình, cho phép sạc 10% lên 70% pin trong 7 đến 11 tiếng. Ngoài ra, hệ thống sạc treo tường lắp đặt tại nhà có công suất 7,4 kW, sạc được pin 10% lên 70% trong khoảng 3 tiếng 15 phút. Ngoài ra, người dùng có thể tải ứng dụng về điện thoại thông minh nhằm kết nối mua sắm trực tuyến, đặt lịch hẹn dịch vụ, thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái, đồng bộ và quản lý tài khoản, cài đặt giới hạn địa lý và thời gian hoạt động của xe. Những bằng chứng rõ ràng cho thấy người Việt Nam đang rời bỏ xe máy. Kha xe máy, hãy lo dần cho tương lai đi thôi. Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM công bố doanh số bán hàng quý 3 2021 với một kết quả giảm mạnh. Theo đó thì 5 thành viên là Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha chỉ bán được vỏn vẹn 367.037 chiếc xe, tương đương giảm 45% so với quý 2 2021 và giảm 46% so với cùng kỳ 2020. Các đơn vị này đang sản xuất và phân phối sản phẩm nhập khẩu ra thị trường với khoảng 100 mẫu xe máy các loại, từ xe bình dân cho đến xe máy hạng sang, bao gồm xe súng, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao. Với giá bán những chiếc thấp nhất trong khoảng từ 10 đến 20 triệu đồng và những chiếc đắt tiền nhất có thể lên tới cả tỷ đồng. Như vậy là sau 9 tháng đầu năm 2021, doanh số của 5 hãng xe máy hàng đầu Việt Nam là 1,74 triệu chiếc, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ 2020. Có nhiều khả năng, đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp doanh số của VAMM sụt giảm, dấu hiệu cho thấy thị trường xe máy đã bão hòa từ vài năm trước đó và đang bước vào giai đoạn tăng trưởng âm. Theo một nhận định của giới chuyên môn hồi đầu năm 2021, số lượng xe bán ra trong 3 năm 2021, 2022 và 2023 sẽ dao động quanh mức 2,4 cho đến 2,5 triệu chiếc xe. Trong đó, doanh số xe máy nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm trong năm 2022 và sang năm 2023 mới có thể hồi phục được. Không chỉ giảm về mặt doanh số mà theo ghi nhận trên thị trường hiện nay, giá của các loại xe máy cũng liên tục giảm sút. Nhiều mẫu xe ăn khách thay vì độ giá so với mức giá niêm yết như thường thấy thì đã giảm xuống một cách cực mạnh, thậm chí là nhiều mẫu xe còn đang được bán với giá thấp hơn so với giá niêm yết lên tới cả chục triệu đồng. Về doanh số của năm hãng xe lớn giảm sâu phản ánh thị trường xe máy đóng băng trong thời gian qua khi mà dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khiến cho nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội. Không những thế thì điều này cũng cho thấy được thị trường xe máy đã thực sự bão hòa và không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao vào năm 2018. Vậy thì tại sao thị trường xe máy tại Việt Nam lại đi xuống? Có thể nói, người Việt chúng ta vẫn có thói quen di chuyển bằng phương tiện cá nhân thay vì là phương tiện công cộng. Do đó, việc xe máy dần hết thời chủ yếu là do các phương tiện khác lên ngôi, bao gồm ô tô và xe máy điện. Đối với ô tô, thu nhập bình quân của người Việt đang ngày một cao lên, điều này cũng giúp cho việc sở hữu ô tô được trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như năm 2010, thu nhập bình quân đầu người chỉ là 1.318 đô la Mỹ, thì đến năm 2020 lên tới con số 2.786 đô la Mỹ. Cùng với đó, giá của những chiếc ô tô cũng càng ngày càng giảm với mức hợp lý. Giờ đây, người tiêu dùng tại Việt Nam dễ dàng tiếp cận được mức giá từ vài trăm triệu đồng là đã có thể sở hữu được một chiếc xe 4 bánh tránh mưa tránh nắng. Việc cậu xe hơi không còn là câu chuyện của những vị đại gia như thời trước đây nữa. Ngày càng có nhiều gia đình trẻ sở hữu ô tô, thậm chí chuyện những gia đình trung lưu sở hữu tới vài chiếc xe hơi còn là chuyện không hiếm. Còn nhớ hồi cuối năm 2020, nhà nước đã có quyết định hỗ trợ thị trường xe hơi bằng cách giảm phí trước bạ. Ngay lập tức thì giá của những chiếc xe rẻ đi từ vài chục lên tới cả trăm triệu đồng, qua đó giúp cho doanh số các hãng xe liên tiếp tăng cao và lập đỉnh gần 45.000 xe vào tháng 12/2020. Sang tới năm 2021, tuy rằng là doanh số của các hãng đã giảm, một phần do hết chương trình ưu đãi, một phần do giãn cách xã hội, thế nhưng về mặt dài hạn, dự kiến doanh số của các hãng sẽ sớm gia tăng trở lại bởi vì giá ô tô sẽ còn giảm tiếp. Bản thân các hãng xe cũng tung ra những mẫu xe cỡ nhỏ phù hợp với người trẻ để kích thích mua sắm, cùng với các chính sách ưu đãi thuế sắp được chính phủ xem xét thông qua đối với ngành ô tô. Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu đánh giá về đề xuất chính sách thuế đối với những dòng ô tô chiến lược trong quá trình nghiên cứu sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu như thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho ô tô được điều chỉnh giảm, giá ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước có thể sẽ giảm, đặc biệt là dòng xe chiến lược dung tích nhỏ tiết kiệm nhiên liệu sẽ được ưu tiên. Tại Việt Nam đang có những dự án đầu tư lớn vào việc sản xuất ô tô và linh kiện. Với việc tạo ra khung xe từ thép tấm cùng với một số linh kiện khác, các doanh nghiệp sẽ đạt được tỷ lệ nội địa hóa trên 40%, và nếu như được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt nữa cho linh kiện nội địa hóa, ước tính giá ô tô sẽ được giảm khoảng 20%. Những mẫu xe càng đạt được tỷ lệ nội địa hóa cao sẽ càng có được lợi thế nhờ vào việc hưởng ưu đãi. Khi mà giá bán giảm, hứa hẹn sẽ giúp các doanh nghiệp gia tăng doanh số bán hàng, gia tăng sản lượng và qua đó thì giúp hạ giá thành sản xuất. Chưa hết,
cơ sở hạ tầng trong nước cũng liên tục được cải thiện, góp phần hỗ trợ cho nhu cầu đi lại bằng xe ô tô của người dân. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong 10 năm kể từ 2011 cho đến 2020, Việt Nam đã xây dựng được khoảng 1.074 km đường cao tốc, nâng tổng số đường km cao tốc từ 89 lên 1.163. Nhờ đó, việc di chuyển giữa các tỉnh thành bằng ô tô cá nhân đã trở nên rất thuận tiện. Ở các thành phố lớn, bất động sản chung cư, khu đô thị ngày càng được ưa chuộng. Loại hình này cực kỳ thích hợp với việc sử dụng ô tô cá nhân khi mà đường đi lối lại được thiết kế dành riêng cho việc lưu thông, đậu đỗ và trông giữ xe hơi. Một nguyên nhân nữa tác động đến những chiếc xe máy chạy xăng là sự xuất hiện của xe máy điện. Xu hướng thân thiện với môi trường đã khiến cho xe máy điện ngày càng chiếm được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Trang Motorcycle Data cho biết rằng, trong khi thị trường xe sang Việt Nam giảm một cách nhanh chóng, thì những chiếc xe máy điện lại bán được rất chạy, đặc biệt là hai hãng xe như VinFast và Yade. Theo số liệu của chuyên trang này cho biết, Yade là hãng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, còn doanh số xe máy điện của VinFast tăng trưởng tới 54% trong nửa đầu năm 2021. Yade được cho là có tham vọng rất lớn đối với thị trường Việt Nam khi đã mở hẳn một nhà máy sản xuất đặt tại Bắc Giang. Không chỉ ở Việt Nam mà xu hướng xe máy điện cũng đang diễn ra trên toàn cầu. Theo Motor Intelligence, các quốc gia châu Á đang nỗ lực khuyến khích và đưa ra chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp xe máy điện. Ví dụ như năm 2019, chính phủ Ấn Độ đưa ra quy định rằng tất cả xe hai bánh công suất dưới 150cc sản xuất trong nước từ 31 tháng 3 2025 phải chạy hoàn toàn bằng điện. Tại Đài Loan, từ năm 2020, trợ cấp 250 đô cho mỗi chiếc xe máy điện mới được bán và 107 đô đối với pin sản xuất trong nước. Chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ Đài Loan đã giúp cho người tiêu dùng có thiện cảm hơn đối với loại phương tiện mới. Khi mà lượng khách hàng tăng lên thì giá của chiếc xe cũng dần trở nên dễ chịu hơn. Theo White, ở Trung Quốc, các nhà sản xuất đã đạt được quy mô và hiệu quả đến mức khách hàng có thể mua được một chiếc xe máy điện với giá chỉ dưới 100 đô. Người tiêu dùng thậm chí còn có thể mua động cơ và bộ pin riêng để biến một chiếc xe đạp thông thường trở thành xe đạp điện. Modern Intelligence dự báo, doanh số xe máy điện trên toàn cầu giai đoạn 2020-2025 sẽ tăng đều đặn 10% hàng năm. Do đó thì nhu cầu ngày một lớn về các giải pháp giao thông bền vững và bảo vệ môi trường. Và Việt Nam chúng ta cũng sẽ nằm trong vòng xoáy tăng trưởng đó. Trở về câu chuyện xe máy xăng, người Việt Nam vẫn đi xe máy và sẽ tiếp tục đi trong tương lai gần. Thế nhưng, kỷ nguyên thịnh vượng nhất của những chiếc xe máy chạy xăng ở Việt Nam có lẽ đã thực sự qua đi. Xe điện VinFast lên bảng quốc tế ngay sau khi ra mắt, cái tên hot nhất lại không phải VF E34. Trong những ngày vừa qua, xe điện VinFast không chỉ là chủ đề được nhiều người dùng trong nước quan tâm, mà ngay cả bạn bè trên thế giới. Tại Việt Nam, VinFast VF E34 ra mắt và cũng là chiếc xe điện tiên phong của thương hiệu này sau một thời gian phát triển. Ngay khi trình làng, VinFast VF E34 nhận được phản hồi tích cực từ người dùng bởi được ứng dụng nhiều công nghệ. Đặc biệt, trợ lý ảo VV có thể giao tiếp và hiểu người dùng khiến khách hàng vô cùng thích thú. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ, giá bán của VinFast VF E34 cũng đang rất phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều gia đình Việt, càng khiến chiếc xe điện này hot hơn. Bên cạnh VF E34, VinFast VF E35 và VF E36 cũng là hai mẫu xe đang xuất hiện trên nhiều mặt báo cả trong nước cũng như truyền thông quốc tế. Giống như VinFast Lux A2.0, SA2.0, xe điện VF E35 và VF E36 sẽ được giới thiệu tại một triển lãm ô tô quốc tế là Los Angeles Auto Show 2021. Sau khi hãng xe Việt xác nhận điều đó, hàng loạt tờ báo lớn trên thế giới đã đồng loạt đưa tin VinFast VF E35, VF E36 sẽ trình diện người dùng toàn cầu tại Los Angeles Auto Show 2021. Với việc ra mắt tại triển lãm ô tô quốc tế lớn nhất ở Mỹ, VinFast đang muốn trở thành một thương hiệu xe điện EV toàn cầu và được người dùng quốc tế tại nhiều quốc gia đón nhận. Bài đăng của Car Scoop với tiêu đề VinFast to set world debut of two new EV in Los Angeles, VinFast chuẩn bị ra mắt hai mẫu xe điện mới tại Los Angeles. Ngay dưới bài viết, nhiều ý kiến của người dùng quốc tế cho rằng xe điện đang là xu hướng phát triển và đầy triển vọng trong tương lai, đồng thời khẳng định nhiều thương hiệu xe điện mới sẽ rất thú vị và tạo ra được sự cạnh tranh. Tuy nhiên, mức giá thế nào mới là sự quyết định thành bại của VinFast VF E35 và VF E36 trên thị trường quốc tế. Theo hãng tin Reuters, tham vọng của VinFast khi trình làng xe điện ở Mỹ là rất rõ ràng để cạnh tranh với Tesla và các hãng xe tương tự khác. Các mẫu xe điện của thương hiệu này bán ra đi kèm với chính sách cho thuê pin rất độc đáo. Tại Mỹ, VinFast dự định sẽ mở 60 showroom trong năm 2022. Theo đó, hãng xe Việt đặt mục tiêu sẽ bán ra khoảng 15.000 xe EV trên toàn cầu trong năm tới. Con số trước đó là 56.000, nhưng do sự thiếu hụt chip bán dẫn nên đã có sự thay đổi.
VinFast VF E35 được định vị thuộc phân khúc D SUV và VF E36 là E SUV với điểm nhấn công nghệ lái nâng cao gồm nhiều tính năng cao cấp như hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh. Đồng thời, VinFast VF E35 và VF E36 sẽ có nhiều tính năng giải trí thông minh, điều khiển xe bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống trợ lý ảo thông minh, quản lý qua điện thoại thông minh. Xe điện đang là xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và VinFast dù là hãng xe mới nhưng đã bắt kịp xu hướng này với những sản phẩm chất lượng. Tham vọng của hãng xe Việt không chỉ cung cấp giải pháp di chuyển xanh, an toàn, thông minh mà còn cạnh tranh với đối thủ lớn là Tesla để khẳng định vị thế. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast công bố sẽ chính thức ra mắt thương hiệu xe điện toàn cầu tại Los Angeles Auto Show 2021, một trong những triển lãm ô tô lớn nhất toàn cầu. Đặc biệt, VinFast sẽ lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng hai mẫu ô tô điện hoàn toàn mới, VF E35 và VF E36 như một dấu mốc quan trọng trên lộ trình tiến ra thế giới. VinFast cũng là hãng xe điện duy nhất đến từ Việt Nam tham dự Los Angeles Auto Show 2021 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021. Hai mẫu xe điện VinFast giới thiệu tại sự kiện này là VF E35 và VF E36 thuộc dòng xe SUV phân khúc D và E. Hai mẫu xe được tích hợp những tính năng hỗ trợ lái nâng cao như hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh. Ngoài ra, VF E35 và E36 còn được trang bị các tính năng tiện ích giải trí thông minh như điều khiển xe bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo thông minh, kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ. Đây là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản và tiên phong của VinFast và hệ thống nghiên cứu phát triển nội bộ, kết hợp với những công ty công nghệ và các đơn vị đổi mới sáng tạo trên toàn cầu của VinFast và tập đoàn mẹ Vingroup, cũng như các đối tác danh tiếng của công nghiệp ô tô thế giới. Tại triển lãm, VinFast sẽ chính thức công bố ra mắt thương hiệu xe điện thông minh toàn cầu với hệ sinh thái giao thông toàn diện, thân thiện với môi trường, dựa trên công nghệ thông minh được nghiên cứu và phát triển bởi hệ sinh thái công nghệ Vingroup. Phát biểu về sự kiện, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch tập đoàn Vingroup chia sẻ: "Nhu cầu của thị trường toàn cầu về những mẫu xe điện có chất lượng cao đã thúc đẩy VinFast không ngừng nỗ lực để cho ra mắt những mẫu xe điện mới. Chúng tôi đã đầu tư bài bản và tiến hành nghiên cứu thị trường sâu sắc nhằm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng toàn cầu. Đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên và chúng tôi hy vọng sẽ nhận được cảm tình của những khách hàng khó tính nhất bằng dịch vụ tận tâm và sản phẩm chất lượng cao của VinFast." Việc VinFast công bố thương hiệu ô tô điện toàn cầu và ra mắt hai mẫu xe điện VF E35 và VF E36 tại Los Angeles Auto Show là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự hiện diện chính thức của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ. Dự kiến, VinFast sẽ mở bán các mẫu xe điện trong nửa đầu năm 2022. Bà Lee Jacob, giám đốc điều hành của Los Angeles Auto Show cho biết: "Chúng tôi rất tự hào khi VinFast, hãng ô tô đầu tiên của Việt Nam chọn Los Angeles Auto Show 2021 là triển lãm để ra mắt thương hiệu tại thị trường Bắc Mỹ. Với vai trò là đơn vị tiên phong trong việc ủng hộ và định hướng người tiêu dùng sử dụng xe điện, chúng tôi chào đón xu thế điện hóa và các thương hiệu xe điện. Chúng tôi mong chờ được hỗ trợ VinFast với sự xuất hiện lần này tại triển lãm và sẽ dõi theo sự phát triển của thương hiệu cùng với những gì VinFast tiếp tục mang đến cho Los Angeles Auto Show 2022. Trước ngày mở cửa chính thức gian hàng tại Los Angeles Auto Show, VinFast sẽ tổ chức một buổi họp báo dành riêng cho giới truyền thông và quan khách vào ngày 17 tháng 11 năm 2021. VinFast Lux A 2.0 thống trị nhóm sedan tầm giá 1 tỷ đồng. Mẫu sedan cao cấp của VinFast đạt doanh số 486 chiếc trong tháng 9 năm 2021, gấp đôi tổng số xe của tất cả các mẫu sedan tầm giá 1 tỷ khác cộng lại. VinFast Lux A 2.0 cũng có tên trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Thị trường ô tô tháng 9 ghi nhận dấu hiệu phục hồi sau khi giảm mạnh doanh số vào hồi tháng 8. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VinFast và Hyundai, doanh số toàn thị trường đạt 19.872 xe, tăng 63% so với tháng 8. Doanh số ở nhiều phân khúc tăng trưởng, mở ra hy vọng phục hồi của toàn thị trường trong quý cuối năm. Phân khúc sedan tầm giá 1 tỷ đồng vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các sản phẩm. Minh chứng cho điều này là việc VinFast Lux A 2.0 là top 10 xe bán chạy nhất tháng 9. Trong khi đó, Kia cũng đưa về nước mẫu K5 mới để tham chiến ở phân khúc này trong quý bán hàng cuối năm. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của mẫu xe này còn bỏ ngỏ bởi ngoại trừ Lux A 2.0, các dòng sedan cùng tầm tiền vẫn đang loay hoay cải thiện doanh số. VinFast Lux A 2.0 486 xe. Sedan cao cấp nhất của VinFast cho thấy dấu hiệu phục hồi rất nhanh sau tháng 8 khó khăn chung của toàn thị trường. Doanh số trong tháng 9 của Lux A 2.0 đạt 486 xe, tăng đến hơn 91% so với tháng trước. Xét về mức độ tăng trưởng, sedan của thương hiệu Việt thuộc nhóm đầu thị trường và nằm trong top 10 xe bán chạy nhất. Sau 3 quý, dòng xe này vững vàng ở vị trí số 1 phân khúc sedan tầm giá 1 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, Lux A 2.0 đạt doanh số 4.771 chiếc, vượt xa các mẫu xe cùng tầm giá như Toyota Camry, Mazda 6 hay Honda Accord.
Sau khoảng 2 năm, dòng xe này đang cho thấy chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh xe gầm cao dần là xu hướng. Sở hữu những ưu điểm nổi trội về khả năng vận hành, thông số kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi hàng đầu, Lux A2.0 thậm chí có doanh số với các dòng xe gầm cao cùng tầm giá. Với khoảng cách bỏ xa đối thủ, ngôi vương trong phân khúc sedan tầm giá 1 tỷ đồng năm 2021 gần như chắc chắn thuộc về mẫu xe thương hiệu Việt. Toyota Camry 138 xe. Đứng thứ 2 trong số sedan tầm giá 1 tỷ đồng, Toyota Camry đạt doanh số 138 chiếc trong tháng 9, tăng gần gấp đôi so với tháng 8. Lũy kế từ đầu năm, sedan Nhật Bản đạt doanh số 2.470 xe so với cùng kỳ các năm 2018, 2019, 2020. Số lượng xe Camry bán ra năm nay ở mức thấp nhất. Sự vươn lên của dòng xe gầm cao khiến Camry mất dần vị thế. Trong khi đó, những thay đổi về kiểu dáng, cập nhật công nghệ chưa mang lại kết quả khả quan cho mẫu xe này. Khi chấp nhận trẻ hóa sản phẩm, Camry phần nào đánh mất tập khách hàng quen thuộc trước kia, điều này phần nào phản ánh qua doanh số bán hàng. Ngoài ra, thị trường có thêm những sự lựa chọn mới cũng là nguyên nhân khiến sedan Nhật Bản giảm doanh số. Dù vậy, kết quả kinh doanh của Camry vẫn khá khẩm hơn so với những mẫu xe đồng hương cùng phân khúc. Mazda 6, 56 xe. Từng có thời điểm cạnh tranh ngang ngửa với Toyota Camry, Mazda 6 ghi nhận sự sụt giảm doanh số đáng kể trong thời gian gần đây. Tháng 9, dòng xe này đạt doanh số 56 chiếc, tăng 6 xe so với tháng 8. Lũy kế từ đầu năm, Mazda 6 đạt 731 chiếc, giảm mạnh so với cùng kỳ 2020 và 2019. Mẫu sedan Nhật Bản chưa có những nâng cấp đáng kể nào trong thời gian gần đây, trong khi xu hướng người tiêu dùng thay đổi khiến doanh số xe giảm. Ngoài ra, những lợi thế về công nghệ, kiểu dáng của Mazda 6 dần bị đối thủ bắt kịp khiến khả năng cạnh tranh kém đi. Honda Accord 4 xe. Được đánh giá là một trong những mẫu sedan tốt nhất phân khúc, tuy nhiên, Accord không nhận được sự chào đón của người tiêu dùng Việt Nam. Trong tháng 9, Accord bán vỏn vẹn 4 xe, tăng 2 xe so với tháng 8. Kể từ đầu năm, doanh số của mẫu xe này đạt 79 chiếc. Accord nhận được đánh giá tích cực về khả năng vận hành, tuy nhiên, giá của dòng xe này được xem là một trong những yếu tố dẫn đến việc cạnh tranh kém. Accord có 2 phiên bản, giá lần lượt là 1,319 tỷ và 1,329 tỷ đồng. Kia Optima, Kia K5. Mẫu sedan Hàn Quốc dừng bán tại Việt Nam từ tháng 4 để chuẩn bị cho thế hệ mới, doanh số cộng dồn khi đó đạt 96 chiếc. Sang tháng 10, mẫu xe này trở lại với tên gọi K5 theo chuẩn toàn cầu. So với thế hệ trước, K5 thay đổi toàn diện về thiết kế. Trong cùng tầm giá, mẫu sedan này có giá hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, với cục diện đã có phần an bài, khả năng thành công lật đổ các đối thủ cạnh tranh vẫn còn bỏ ngỏ. Con đường chữ S của VinFast VF E34 sẽ trông gai hay trải đầy hoa hồng? Sự xuất sắc của Fadil và bộ đôi lắc tạo nên nền tảng vững chắc cho VinFast VF E34, nhưng điều đó liệu có quy đổi ra doanh số tương đương? VF E34 quá tuyệt vời, định giá tốt, option đầy đủ, danh tiếng thương hiệu đã được khẳng định, nhưng phần nuôi xe thì tôi đang tìm hiểu kỹ hơn. Anh Nguyễn Văn Hải, 34 tuổi, Hà Nội, người đang dùng Ford Ranger cho công việc và đang muốn tìm xe cho gia đình, chia sẻ ngay sau khi xem lễ ra mắt trực tuyến, đồng thời đọc rất nhiều tin tức về VF E34. Tâm tư của anh Hải không hiếm gặp, VF E34 chưa xuất hiện tại các đại lý để khách hàng Việt Nam có thể dùng giác quan để cảm nhận thực tế, nhưng ít ai đánh giá thấp mẫu xe này khi nhìn vào thông số và hình ảnh online. Chỉ cần biết được nuôi xe tiện lợi, tôi sẽ bốc máy đặt cọc luôn, anh Hải nói. Thử thách được đoán trước của VinFast VF E34. Thử thách đầu tiên và lớn nhất vẫn là cơ sở hạ tầng. VinFast đang dẫn đầu cuộc đua phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xe điện tại Việt Nam, nhưng vấn đề độ phủ sóng của trạm sạc điện vẫn chưa thể được giải quyết triệt để ngay lập tức. Hiện tại, có hơn 15.000 trạm xăng trên toàn quốc, mỗi trạm xăng có ít nhất 4 trụ bơm, thao tác bơm xăng đầy bình cũng không mất nhiều hơn 5 phút. Trong khi đó, với điều kiện sạc tối ưu nhất tại trạm sạc công suất lớn nhất, VinFast VF E34 cần 18 phút để sạc đến 70% pin. Việc lên được 100% sẽ tốn thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng chưa được hãng xe Việt công bố chính thức. Một bài đăng trên diễn đàn ô tô nổi tiếng của Việt Nam nêu vấn đề về 3 trường hợp dùng VF E34. Một là di chuyển nội đô khoảng 40 km một ngày. Đây là trường hợp lý tưởng nhất khi chỉ dùng hết khoảng 20-25% pin. Việc sạc lại vào buổi đêm hoặc tới tận hôm sau cũng không thành vấn đề. Hai là đi về quê khoảng 100 km rời khỏi Hà Nội. Vấn đề về thời gian sạc lại 50% pin cho chiều về bắt đầu phát sinh. Cuối cùng là đi vượt với quãng đường lớn hơn. Việc dừng lại sạc nhiều lần sẽ khiến chuyến đi bị cắt nhỏ hơn so với dự kiến. Điều này được VinFast nhìn ra từ trước. Hãng xe Việt đã công bố lắp đặt xong hơn 10.000 cột sạc tại 62 trên 63 tỉnh thành, tức 1/4 khối lượng đã được quy hoạch tới hết năm nay. Như vậy, khi VinFast VF E34 thực sự tới tay khách hàng, trạm sạc điện sẽ được phân bổ hơn gấp 2 lần so với những cây xăng truyền thống.
Thử thách tiếp theo là thay đổi quan niệm của người mua xe. Hiện tại, không phải ai cũng sẵn sàng từ bỏ sự tiện dụng của xe xăng để chuyển sang một chiếc xe điện. Không phải ai cũng chấp nhận nỗi lo về phạm vi hoạt động và chạm sạc. Giới chuyên môn đánh giá những người mua xe điện đầu tiên ở Việt Nam đa phần là những người thường xuyên di chuyển quãng ngắn hoặc là người sở hữu nhiều hơn một chiếc xe hơi và muốn trải nghiệm công nghệ mới. Hãng sản xuất xe điện sẽ chỉ thuyết phục được khách hàng phổ thông khi họ giải quyết được những băn khoăn về phạm vi hoạt động của chiếc xe, tổ chức JD Power công bố trong một khảo sát tháng 2 năm 2021. Hai thử thách cuối cùng là những chính sách hỗ trợ của chính phủ và vấn đề xử lý tái chế pin. Khách hàng Việt Nam cần có sự hỗ trợ và khuyến khích từ chính phủ để tăng động lực sở hữu xe điện. Nhiều nước trên thế giới đã có những gói hỗ trợ, giảm thuế, giảm giá bán xe để khuyến khích người dân mua xe điện và Việt Nam cũng cần có những ưu đãi tương tự. Bên cạnh đó, việc xử lý và tái chế pin hết tuổi thọ cũng cần được quy hoạch và thực hiện ngay từ bây giờ để đảm bảo sự phát triển bền vững của xe điện. Chất xúc tác hoàn hảo của VinFast VF E34. Với tầm nhìn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng như những tài năng từ các hãng xe hàng đầu thế giới đã hội tụ về VinFast, những thách thức trên được nhận định sẽ được giải quyết, vấn đề chỉ nằm ở thời gian. Và trước khi tới cột mốc đó, VinFast biết cách dẫn khách hàng tới showroom bằng những thông số như mơ. VinFast VF E34 có thiết kế trẻ trung và thân thiện với người dùng, không quá phô trương hay cố tình thể hiện rằng đây là một mẫu xe điện. Điều đó tạo ra cảm giác thân thuộc đối với thị hiếu thẩm mỹ của phần đông khách hàng Việt. Về trang bị ngoại thất, VinFast VF E34 có đèn pha LED tự động, cửa kính chống tia cực tím và cửa sổ bên phủ tối màu, la răng hợp kim 18 inch, giá nóc và một số phụ kiện khác. Tất nhiên, hai dấu ấn thương hiệu đặc trưng là hai giải LED hình cánh chim tỏa ra từ logo VinFast ở đầu và đuôi xe cũng xuất hiện trên VinFast VF E34. Nếu như ngoại thất đủ thuyết phục một số khách hàng khó tính, thì khoang nội thất của VinFast VF E34 sẽ khiến họ thay đổi quan điểm. Điểm khác biệt đầu tiên là không gian rộng rãi bên trong xe, dù chỉ có chiều dài cơ sở 2,610mm, nhưng không gian khoang cabin của VF E34 toang đãng hơn đối thủ nhờ thiết kế nền tảng tối ưu cho xe điện. Trong video giới thiệu, chúng ta thấy ông David Land, giám đốc thiết kế của VinFast, có chiều cao lên đến 1m85, thử trải nghiệm không gian nội thất VF E34. Khi ông ngồi ở hàng ghế hai, cả phần đầu và phần gối của ông cũng không hề chạm trần vào lưng ghế lái, vốn được đặt ở vị trí lái khiến ông thoải mái. Tuy nhiên, video giới thiệu cũng có thấy rằng cả 5 vị trí ngồi trên xe đều là những chiếc ghế có tựa đầu liền, không thể chỉnh được độ cao thấp. Điều này sẽ giảm độ thoải mái cho những người cao quá khổ hoặc thấp hơn chiều cao trung bình. Những trang bị hiện đại trong khoang nội thất là điều khiển VinFast VF E34 cạnh tranh với các xe mẫu cùng tầm giá. Đó là màn hình thông tin giải trí cảm ứng có kích thước 10 inch, đặt dọc, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Bảng đồng hồ điện tử 7 inch sau vô lăng cũng có giao diện hiện đại và dễ nhìn, cung cấp đủ thông tin cho người lái. Bên cạnh đó, ta có thể kể đến những trang bị khác như vô lăng có thiết kế đẹp hơn các mẫu VinFast trước đó, gương chiếu hậu tự động chống chói, hàng ghế đầu chỉnh cơ 6 hướng hay hệ thống điều hòa tự động có tính năng kiểm soát chất lượng không khí. Cô nàng trợ lý ảo VV cũng là điểm khác biệt giữa VF E34 và phần còn lại. Lần đầu tiên, một chiếc xe bán tại Việt Nam có tính năng ra lệnh bằng giọng nói hỗ trợ giao tiếp bằng phương ngữ, bất kể bạn giao tiếp với xe bằng giọng đặc trưng của miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, trợ lý VV cũng có thể hiểu và đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của bạn. Hơn thế nữa, quá trình giao tiếp với VV là hai chiều, tức là VV không chỉ đơn thuần là đáp ứng khẩu lệnh của bạn mà còn có thể giao tiếp ngược lại như người thật. Tất nhiên, điều khác biệt nhất của VF E34 vẫn là khối động cơ điện. Động cơ của VF E34 sản sinh công suất tối đa 147 mã lực, toàn lực moment xoắn cực đại 242 Nm. VF E34 sở hữu bộ pin có dung lượng 42 kWh, có khả năng chống nước đạt chuẩn IP67 và mang lại phạm vi hoạt động khoảng 285 km, có thể tối ưu bằng hình thức cập nhật OTA để nâng lên mức 300 km trong tương lai. Tốc độ sạc tối đa của VinFast VF E34 với chạm sạc siêu nhanh 250 kW là từ 10% lên 70% pin trong vòng 18 phút, mang lại phạm vi hoạt động 180 km. Về tính năng an toàn, VinFast VF E34 được trang bị khá đầy đủ. Ngoài những tính năng tiêu chuẩn như ABS, EBD, TCS, ESC, VF E34 cũng sở hữu hàng loạt tính năng hữu ích khác bao gồm cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, giám sát áp suất lốp, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước sau và 6 túi khí. Với những trang bị đầy đủ như vậy, VinFast VF E34 không hề kém cạnh khi so với các mẫu xe cùng tầm giá khác. VinFast là hãng xe thường xuyên chinh phục những lần đầu tiên. Họ là hãng xe Việt Nam đầu tiên xây dựng một nhà máy sản xuất riêng mang quy mô quốc tế chỉ trong 21 tháng. Là hãng xe có thời gian bàn giao xe nhanh kỷ lục tính từ khi xây dựng nhà máy. Giờ đây, VinFast cũng trở thành hãng xe Việt đầu tiên phân phối xe chạy điện tại Việt Nam với chiếc VF E34. Chặng đường của VF E34 sẽ khó khăn hơn nhiều so với pha điều Lắc A và Lắc SA chỉnh làng, nhưng trên con đường độc đạo, ai đi trước sẽ có lợi thế dẫn đường và thường có nhiều lợi thế quyết định lối đi. Elon Musk trêu tức Warren Buffett.
Muốn giàu có như tôi thì mua cổ phiếu của Tesla đi. Khối tài sản ròng của Elon Musk đang đứng đầu thế giới và lớn gấp hơn 2 lần so với Warren Buffett. Vì vậy, ông chủ của hãng xe điện Tesla có thể mắc sức cà khịa các tỷ phú khác. Theo thống kê của Bloomberg, Elon Musk, ông chủ của hãng xe Tesla, đang có giá trị tài sản ròng là 241 tỷ đô, bỏ xa gia tài 199 tỷ đô của người đứng thứ hai là Jeff Bezos, ông chủ của Amazon. Đồng thời thì Elon Musk còn giàu hơn hai nhân vật đỉnh đám khác cộng lại là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates 132 tỷ đô và chủ tịch của Berkshire Hathaway Warren Buffett 103 tỷ đô. Elon Musk đã đăng hình một tấm huy chương bạc lên Twitter của Jeff Bezos, ý rằng vị chủ tịch của tập đoàn Amazon chỉ là người giàu thứ hai, còn Elon mới là người nắm huy chương vàng tượng trưng cho người giàu có nhất hành tinh. Cũng trên Twitter, khi có người nhắc đến việc tài sản ròng của Elon Musk nhiều hơn so với tổng cộng của Bill Gates và Warren Buffett, vị CEO của Tesla đã trả lời: có lẽ rằng Buffett nên đầu tư vào Tesla. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett từng góp vốn vào tập đoàn xe điện BYD của Trung Quốc vào năm 2008 và cho tới thời điểm video này được đăng tải thì vẫn nắm giữ tỷ suất sinh lời lên tới hàng nghìn phần trăm. Tuy vậy thì chủ tịch của Berkshire Hathaway Warren Buffett chưa từng mua cổ phiếu Tesla và cũng không có vẻ gì là sẽ đổi ý trong tương lai gần. Warren Buffett thích đầu tư vào những công ty có định giá hấp dẫn, còn Tesla lại là một trong những cổ phiếu đắt đỏ nhất hành tinh với tỷ lệ P/E lên tới 442 lần. Tính từ đầu năm 2020, vốn hóa của Tesla đã tăng phi mã gấp 10 lần lên mức 873 tỷ đô, giúp cho tài sản của ông chủ Elon Musk leo thang nhanh như tên lửa. Ngoài sở hữu hãng xe Tesla, thì Elon Musk còn nắm giữ lượng lớn cổ phần trong công ty hàng không vũ trụ SpaceX, tuy nhiên thì doanh nghiệp này chưa niêm yết trên sàn như là Tesla. Không chỉ tập trung vào việc sản xuất xe điện, công ty Tesla còn nghiên cứu công nghệ pin thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo và Bitcoin. Đây đều là những lĩnh vực mà Warren Buffett cũng không mấy mặn mà. Một điểm đáng lưu ý nữa là sở dĩ Warren Buffett tụt lại ở phía sau trong bảng xếp hạng tỷ phú là bởi vì do ông đã cho đi khối cổ phiếu trị giá khoảng 44 tỷ đô để làm từ thiện. Nếu như vẫn giữ trong tay số tài sản này trong danh mục đầu tư để tăng trưởng năm này qua năm khác, thì thứ hạng của Warren Buffett chắc chắn sẽ cao hơn, có thể là đứng trên cả Elon Musk. Trái ngược với Buffett, hai người giàu nhất thế giới là Elon Musk và Jeff Bezos lại rất ít khi hành động làm từ thiện. Warren Buffett vs Elon Musk, những lần đụng độ trước đây. Hai vị siêu tỷ phú này từng bất đồng với nhau trong quá khứ. Ví dụ như vào tháng 4 2019, Buffett đã hỏi Musk rằng: tôi nghĩ cậu ta là một người phi thường, nhưng tôi không hiểu tại sao Elon phải đăng chuyện nhiều đến như vậy. Cậu ta còn cần phải cải thiện bản thân nhiều. Rồi sau đó tháng 5 2020, Elon nói rằng: tôi không quá hâm mộ Warren Buffett và công việc của ông ta có vẻ buồn tẻ. Rồi sau đó nữa, tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett đề xuất xây 10 nhà máy điện chạy bằng khí tự nhiên để ngăn chặn nguy cơ thiếu điện tái diễn ở bang Texas. Elon Musk đã gọi ý tưởng này là điên rồ và cho rằng Texas nên sử dụng hệ thống pin khổng lồ Megapack của Tesla vì hiệu quả hơn, đáng tin cậy hơn và chi phí thấp hơn. Trong một cuộc họp báo công bố lợi nhuận năm 2018, Elon đã gọi lý thuyết về con hào kinh tế của Buffett, hay còn có tên gọi khác ở lợi thế cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp, là nhạt nhẽo. Elon cho rằng tốc độ cải tiến của doanh nghiệp mới là nhân tố chính quyết định tới khả năng cạnh tranh. Warren Buffett thì lên tiếng bảo vệ về quan điểm của mình trong đại hội cổ đông thường niên của Berkshire cùng năm. Ông chỉ ra các khoản đầu tư thành công lâu năm của mình như Geico, Coca-Cola và Snickers là ví dụ về việc con hào kinh tế giúp cho doanh nghiệp luôn đứng trên đối thủ. Warren Buffett nói: Elon Musk có thể tạo nên cuộc cách mạng trong một số lĩnh vực, nhưng tôi không nghĩ là cậu ta lại muốn đấu với Berkshire về sản xuất kẹo. Ý là nói đến công ty kẹo Sears Candies mà ông sở hữu. Elon Musk thì đáp trả bằng một dòng tweet trên Twitter vui đùa: tôi sẽ thành lập một công ty kẹo và nó sẽ rất tuyệt vời. Việt Nam học được bài học gì từ câu chuyện là đường sắt đánh bại một hãng hàng không tại nước Ý? Hãng hàng không quốc gia Alitalia đã tuyên bố phá sản vì không thể cạnh tranh được với ngành đường sắt. Còn ngành đường sắt của Việt Nam liệu có thể học hỏi được gì trong đường đua vận tải khốc liệt hiện nay? Hãy cùng với Độc Đáo CV đi tìm hiểu câu trả lời nhé. Sự tiến hóa của đường sắt Ý. Trước khi có sự thay đổi lớn vào năm 2008, nước Ý từng là một quốc gia sở hữu những con tàu cũ kỹ, chậm chạp và thường xuyên trễ chuyến đi.
Trả lời phỏng vấn của CNN, ông Francesco Galliatin, CEO của Policy Center, đã từng phải đi máy bay trong các chuyến công tác nội địa của mình. Tuy nhiên, hiện nay ông lại chủ yếu là sử dụng tàu cao tốc cho những chuyến đi này. Xu hướng sử dụng tàu cao tốc đang dần trở thành phổ biến với nhiều người tại nước Ý bởi vì những chiếc tàu cao tốc của hai hãng đường sắt là Trenitalia và Nuovo Traporto Viaggiatori đã được đưa vào khai thác trong nhiều năm nay. Số lượng khách du lịch sử dụng tàu hỏa tăng vọt từ 1,8 triệu trong năm 2008 lên con số 7,3 triệu vào năm 2018. Từ Rome đến Florence và Venice là những tuyến du lịch phổ biến nhất, trước đây đều là một tuyến đường bay chính. Một vài nguyên do đã khiến cho đường sắt của nước Ý dần vươn đà phát triển hơn so với trước đây, thậm chí là đánh bại được cả một hãng hàng không là bởi các yếu tố như sau. Đầu tiên, đó là đi lại bằng đường sắt sẽ giúp cho việc bảo vệ môi trường. Caro Barbante, giám đốc viện khoa học địa cực tại trường đại học Ca' Foscari ở Venice, cho biết ông thường xuyên đến Rome và đi con tàu Frecciarossa. Ông Caro Barbante cho biết, nó thuận tiện hơn là mọi thứ. Trước hết thì tôi thích lượng khí thải carbon, nhưng tôi thích việc tôi có thể kiểm tra vài phút trước khi khởi hành, có thể đi lại một cách dễ dàng và cảm thấy rất an toàn cũng như thoải mái. Là một nhà khoa học về khí hậu, ông Barbante luôn đi bằng tàu. Ông nói rằng nếu như chúng ta cố gắng thuyết phục được mọi người giảm lượng khí thải carbon của họ theo bất kỳ cách nào, chúng ta phải thực hiện bằng hành động. Và tàu thì là một trong những cách đáng tin cậy nhất để giảm lượng khí thải carbon của bạn. Nguyên do thứ hai đó là ngành đường sắt tại nước Ý đã được cải tiến và vận tốc di chuyển giữa các điểm đến tăng. Ông Carlo Barbante cho biết, bắt đầu từ vài năm trước, Ý đã có những chuyến tàu siêu tốc dừng ở Venice, Padova và Rome, chỉ mất hơn 3 giờ đồng hồ để di chuyển. Ngày nay, chặng đường đó đã xuất hiện cả các điểm dừng bổ sung tại Ferrara, Bologna và Florence, nhưng đó vẫn là con đường nhanh hơn so với việc đi bằng máy bay. Thứ ba, đó là các chuyến tàu đều đem đến cảm giác thư giãn khi di chuyển. Ví dụ như Barbante trở về sau chuyến đi đến Geneva từ Venice. Tất cả đều bằng tàu hỏa cho biết rằng nó rất thoải mái nên không có lý do gì để tôi phải di chuyển bằng máy bay cả. Bạn có tất cả thời gian để làm việc và thư giãn. Tôi cũng nghĩ rằng tàu cao tốc đang chiếm một phần tốt trong thị trường vận tải nội địa. Chúng nhanh hơn và thoải mái hơn. Nguyên do thứ tư là nguyên do cuối cùng, đó là giá cả đi lại trên các chuyến tàu tại nước Ý là vô cùng hợp lý. Hơn nữa thì du lịch đường sắt trong khu vực cũng được chính phủ trợ giá. Từ thực trạng của đường sắt Việt Nam. Quay trở lại với Việt Nam, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, đầu tư cho ngành đường sắt nhiều năm qua chỉ chiếm khoảng 3% tổng mức đầu tư từ ngân sách trung ương dành cho hạ tầng giao thông. So với thế giới, vận tải đường sắt Việt Nam còn tương đối khiêm tốn và chậm, trung bình từ 80 đến 90 km/h đối với tàu khách. Trong khi đó, thì tại các quốc gia phát triển, vận tốc trung bình đối với vận chuyển hành khách rơi vào khoảng từ 150 đến 200 km/h, đường sắt cao tốc là trên 300 km/h và siêu cao tốc có thể lên đến hơn 500 km/h. Hiện nay, ngành đường sắt Việt Nam chủ yếu là sử dụng công nghệ diesel, công nghệ thứ hai. Trong khi đó, thì các quốc gia trên thế giới đã sử dụng phổ biến công nghệ thứ ba, đó là công nghệ điện khí hóa và công nghệ thứ tư là công nghệ điện tử. Ngoài ra, mạng lưới đường sắt cũng không có kết nối đồng bộ với các phương thức vận tải khác như cảng hàng không, cảng biển lớn và cũng chưa có kết nối liên vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Cho đến chiến lược giải bài toán dài hạn. Việt Nam đã nắm bắt được thực trạng này cũng như nhận thấy được xu thế sử dụng tàu cao tốc tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Do đó, Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện đề án xây dựng đường sắt tốc độ cao trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua. Theo Bloomberg, đường sắt tốc độ cao trên thế giới đã và đang cạnh tranh trực tiếp được với cả hàng không cả về giá cả và thời gian đi lại. Các chuyên gia của Bloomberg cho biết, trước đây hành khách có xu hướng đi máy bay với những chặng trên 1.000 km để rút ngắn thời gian. Song, đường sắt hiện nay đã liên tục phát triển những chuyến tốc độ cao và xoay chuyển cuộc chơi cạnh tranh với ngành hàng không. Theo đó, thì mục tiêu đến năm 2030, vận tải hành khách đạt 460 triệu khách, chiếm thị phần 1,08%. Như vậy là để đạt được mục tiêu này, mạng lưới đường sắt quốc gia giai đoạn 2021-2030 được quy hoạch theo 16 tuyến với chiều dài 4.746,4 km. Đặc biệt, ưu tiên hàng đầu của nước ta là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với xây dựng trước hai tuyến Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài những tuyến đường sắt tốc độ cao, dự thảo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 còn đề xuất xây dựng 8 tuyến đường sắt mới với 4 dự án kết nối cảng biển. Đồng thời, ngành đường sắt cũng ưu tiên xây dựng thêm các tuyến đường sắt liên vùng kết nối trong 10 năm tới. Cuối cùng, dự thảo cũng đề ra 47.269 tỷ đồng nhằm nâng cấp các tuyến đường sắt hiện tại trong giai đoạn 2021 đến 2030, giúp nâng cao được năng lực hạ tầng, khai thác hiệu quả vận tải.
theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.